Không hổ danh là hoàng tử cờ vua, vừa đẹp trai là đánh cờ rất là hay. Được đánh cờ với cậu là niềm vinh hạnh của tôi rồi. Dừng lại! Làm cái gì mà đu đeo theo người ta dữ vậy? Có biết là Nhật Minh mới thi đấu mệt lắm không? Sao mà ông có thể có một cái fan club nói toàn là lời xin xúi được vậy hay vậy? Ê! Có còn dính trên đầu rồi kìa. Ở đây là buôn bán tất cả những sản phẩm mà có ở đây. Còn chữ ký của Nhật Minh là sao? Là hàng tặng kèm đúng không? Đúng rồi. Mày chán sống rồi đúng không anh kia? Hả? Mày dám lừa tao hả? Mày hết muốn sống trong cái trường này rồi đúng không? Là sao? Tôi lừa cái gì của bà mới được? Mày còn cãi nữa hả? Thôi thì mình cứ ăn phận làm bạn làm friend rồi.